từ thị trấn miền núi Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai. Người phụ nữ 71 tuổi này đang cùng chồng vượt gần 400 km để về thủ đô Hà Nội. Ở cái tuổi đáng ra cần được nghỉ ngơi, ăn dưỡng, thì hai vợ chồng già ấy vẫn cứ đều đặn mỗi tháng một lần, rong ruổi cả quãng đường dài với cùng một mong mỏi chung, đó là giành giật sự sống. Gương mặt đã gằn lên những nếp nhăn của thời gian, của những nhọc nhằn năm tháng, thế nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi họ. Có lẽ ít ai biết được rằng người phụ nữ lương thiện ấy vẫn hàng ngày phải chiến đấu với căn bệnh hiểm ác, ung thư, trong tình yêu thương vô hạn của người bạn đời son sắc. Bà Nguyễn Thị La phát hiện ra bệnh ung thư từ năm 2017 trong thể trạng hoàn toàn bình thường, được chẩn đoán là ung bướu ác tính ở phế quản và phổi. Chính sự phát hiện đột ngột ấy đã khiến người phụ nữ tưởng chừng như ngã quỵ vì không tin vào sự thật tàn khốc. Tôi đi khám định kỳ, thế là bác sĩ phát chụp chiếu rồi xét nghiệm. Kết quả là bác sĩ bảo là bà bị ung thư ca phế phổi quản. Thế là bác sĩ bảo cháu cho bà cho tôi đi bệnh viện ca để điều trị. Tôi vẫn chẳng làm sao, tôi vẫn đi tập thể dục, ăn uống tôi kiêng, mà làm sao tôi lại mắc bệnh ung thư như thế này. Tôi rất là hoảng hốt. Thế rồi tôi mới đi viện ca. Năm 2017 bác sĩ cho tôi mổ, được sự tận tình của các bác sĩ cứu chữa tôi tỉnh về tôi điều trị ở khoa lồng ngực tầng 6 của K3 Tân Triều. Xong sau đó hết điều trị kháng sinh cho tôi đi xạ 5. Sau hết trị xạ 30 mũi cho tôi hóa chất. Trời ơi, đau dạ dày, nó đau lắm. Xong nó cứ nôn, 20 ngày nó vẫn nôn, tôi bảo. Xong bác sĩ cho tôi về Tết, nghỉ Tết. Về nhà là tôi bảo chồng tôi là ông ơi, tôi không đi hóa chất nữa đâu, hóa chất chắc chết. Thậm chí đến nỗi cháu tôi nó lấy máu nó gửi về K3, hồng cầu của tôi tụt rất là nhiều. Đang tôi 50 cân, lúc bấy giờ tôi còn có 44 cân, không đi ngoài được. Xong rồi tóc thì rụng, buồn nôn, chán ăn, chán cả mọi thứ. Sinh sống và làm việc tại Lào Cai, về hưu được gần 20 năm, cuộc sống của bà La lúc này chỉ dựa dẫm được vào số lương hưu ít ỏi của hai vợ chồng để giành được. Nhà có 4 người con, đứa con trai út học giỏi và có tương lai nhất thì qua đời sớm vì tai nạn. Đến giờ, ông bà vẫn phải chắt chiu hỗ trợ cho những người con khác vì gia cảnh khó khăn, bởi thế mà đã nghèo, giờ lại mắc bạo bệnh. Gánh nặng lên những đôi vai nhỏ bé càng nhiều hơn. Chồng tôi tận tình 8 tháng cứ theo đuổi giúp tôi, chăm sóc tôi ở nhà trọ. Có một vợ chồng, hai vợ chồng có một cái giường, một mảnh gỗ đâu có giường, mảnh gỗ 1m2. Ngày ngày chồng tôi cứ sang K3 để lấy nước lọc về nấu cơm cho tôi ăn, cho tôi vệ sinh bằng nước lọc hết. Nắm lúc tôi nghĩ về tiêu cực, thôi thả chết đi còn hơn. Tôi đã cầm nắm thuốc, tôi định tôi uống, tôi tự tử. Thật như vậy. Tôi bảo là nó đau đớn thế này, sống vô ích. Thì chán về cái bệnh ung thư. Nhưng mà được sự chăm sóc của chồng, tận tình của chồng, tôi nghĩ là nếu như mình tiêu cực thì là uổng công chồng, mang tiếng với xã hội là chồng mình hủy hoại mình, để mình phải đến con đường chết nhục nhã như thế. Tôi thấy cảm thấy chồng tôi tốt với tôi quá nhiều, thì tôi không dám phụ lòng chồng tôi, cho nên là tôi cố vượt qua để tôi sống đến ngày hôm nay. Sau khi bác gái bệnh như thế thì gia đình và bản thân cũng có cái tinh chất là cũng rất
lo lắng cái sự cái bác gái là nó bệnh thật như thế. Thì nhà tôi là trụ cột trong gia đình, thì nói chung là cũng vận động đấy, bác gái là coi như là phải cái cố gắng để cái trong cái bệnh tật ấy, để chữa bệnh cho nó khỏi. Thì trong quá trình chữa thì đi các cái bệnh viện thì cũng luôn luôn là đi chăm sóc với bác gái. Lúc nào bác gái đi thì coi như là tôi cũng cùng bác gái đi cùng. Vợ đau thì chồng cũng đau. Tất cả số tiền dành dụm được suốt ngần ấy năm công tác, ông không ngần ngại đem hết để đi mua thuốc chữa bệnh cho bà. Thiếu tiền, ông chẳng ngại vay ngân hàng, trả lãi hay mượn họ hàng, người thân, mỗi người một ít. Bởi với ông, người vợ thủy chung son sắt mới là điều chân quý nhất của cuộc đời. Còn người thì là còn muốn làm sao cho bà khỏe mạnh để sống với tôi, với con, với cháu. Tôi cần đâu có tiền, tôi không cần tiền làm gì cả. Chết thì có mang đi được đâu. Chồng tôi bảo thế. Tôi rất là cảm phục cái tấm lòng của chồng tôi. Tôi tu nên tôi khóc. Tôi bảo, ông ơi, cả cuộc đời ông dành cho tôi thế này thì tôi chẳng biết làm thế nào được. Tôi nói vừa khóc đến đó, tôi không ngạn ngào, tôi không nói được nữa. Các em tôi nó cứ bảo hiếm được người anh, người chồng như tôi. Tôi rất là cảm ơn chồng tôi để chăm sóc tôi, không lúc nào là rời khỏi tôi. Nhờ sự kiên định và tin tưởng vào tình yêu của chồng, bà La đã không bỏ cuộc. Cùng chồng chiến đấu với bệnh tật, hai vợ chồng tích cực tìm hiểu thông tin về căn bệnh, thay đổi từ cách ăn uống, sinh hoạt, lao động đến việc rèn luyện thể dục thể thao. Thế rồi quá trình điều trị trở nên tích cực hơn khi ông bà biết tới sản phẩm King Fucoidan and Araricus của công ty dược phẩm Cecina. Cái lúc đầu mà cô ấy đi về thì về cái lúc ấy là bảo xin về nghỉ mấy một thời gian, thì tôi thấy cô rất yếu. Mấy chị em thì cũng ngồi để mà tâm sự với nhau. Thì cũng may mà chú lại gặp được thuốc như thế, chú mua về để cho cô ấy uống. Thì cô ấy uống thì được một thời gian thì tôi cảm thấy là rất là tốt. Mà bệnh tật của cô rất là nhanh khỏi. Thì tôi cũng rất là phấn khởi. Trong cái lúc tôi trị xạ hóa chất đau đớn như vậy, xong rồi tôi được người cùng điều trị ở K3 cũng ung thư như tôi. Họ mách cho tôi là Fucoidan này uống thế nào. Tôi chần chừ, tôi không mua. Chồng tôi với nghe tin thế là chồng tôi mua luôn. Được một tuần thì tôi thấy sức khỏe tôi khá dần. Ăn không nôn nữa mà tóc không rụng nữa. Thế là tôi thấy khỏe. Cứ tăng dần thôi. Tôi uống hết một lọ 120 viên. Thì tôi cảm thấy là tôi đi bộ nó không mệt nữa. Không có tác dụng phụ gì nữa. Mà dạ dày tôi cảm thấy là không thấy đau. Điều đáng ngạc nhiên là bệnh nhân có các cái triệu chứng lâm sàng rất là tốt. Ví dụ như là phổi thì các cái bệnh nhân không hề có ho, không có khó thở. Hoàn toàn khi mà đi lại thì bệnh nhân cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa. Và thể trạng bệnh nhân khá là tốt so với một bệnh nhân ung thư sau các đợt điều trị hóa chất và xạ trị như vậy thì đã là một cái hình ảnh rất là đẹp rồi. Và tôi có ngạc nhiên đối với bệnh nhân rằng là tại sao bác lại có thể tốt được đến như vậy. Thì bác có nói rằng là sau khi điều trị hóa chất và xạ trị thì cơ thể bác rất là suy sụp. Cũng do có người giới thiệu thì bác đã sử dụng sản phẩm Fucoidan từ 30 tháng 1 năm 2019. Và điều kỳ diệu là sau khi uống được 2 tuần thì bác bắt đầu có cảm giác ăn uống ngon miệng hơn. Và cái việc mà ăn ngon hơn đã là một phần nào đó kích thích cái tâm lý của bác, làm cho bác thấy là có vẻ lạc quan hơn và bác có thêm chút niềm tin để chiến đấu với bệnh tật. Và vì thế thì bác đã duy trì uống Fucoidan cho đến tận bây giờ. Sau những cải thiện từ việc sử dụng sản phẩm King Fucoidan and Araricus cùng sự động viên của gia đình, đặc biệt
Khi được biết về những khó khăn tài chính của bệnh nhân, công ty dược phẩm Cicina, đơn vị cung cấp duy nhất của sản phẩm trên thị trường, đã thực hiện nhiều chính sách về hỗ trợ như các chương trình thăm khám sức khỏe định kỳ miễn phí, giới thiệu cho bà La các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu về ung thư, bổ sung những kiến thức quan trọng trong điều trị bệnh thông qua các hội thảo khoa học và đặc biệt là những chính sách về giá cả của sản phẩm để bà có thể yên tâm trong quá trình điều trị bệnh. Công ty dược phẩm Cicina đã đồng hành cùng bà La trong suốt thời gian gần đây, trở thành một người bạn đáng tin cậy và thấu hiểu người bệnh. Công ty này rất là quan tâm, thường xuyên là gọi điện cho tôi là cách uống và cách sinh hoạt. Và mỗi một lần chồng tôi gọi chỉ 2 ngày sau là sản phẩm tới tận nhà, không phải chờ đợi lâu. Công ty rất là nhiệt tình đối với tôi và gia đình tôi. Quá trình điều trị ung thư, may được người chồng tốt cho nên tôi mới sống và được gặp được cô Đan, đến tôi được sống đến ngày hôm nay. Tôi uống thấy nó hiệu quả, tôi khỏe, kết hợp cùng với đi bộ, thể dục thể thao, rồi ăn uống, kết hợp với thuốc này nữa. Bây giờ tôi lên được 52 cân, từ 44 cân mà bây giờ tôi 52 cân. Bà con xóm làng đến chơi cứ bảo là trộm vía bà, dạo này bà xinh gái hơn ra, hơn ngày xưa. Chưa bị bệnh bà không được như thế này đâu. Bây giờ bà bị bệnh mà lại xinh gái, lại trắng, lại xinh, lại béo khỏe. Thì tôi thấy nó hợp với tôi, thì tôi cứ dùng thôi. Thật là lạc quan. Lạc quan là hàng đầu. Rồi kết hợp với dùng thuốc Fucodan, kết hợp với ăn uống, đi bộ, mọi cái nó hỗ trợ nhau để lành mạnh, để vượt qua cái bệnh ung thư hiểm nghèo này, để mà sống vui, hạnh phúc gia đình với chồng, với con, với các cháu, với xóm, với làng. Đôi lúc trong cuộc sống hiện đại xô bồ, bon chen với biết bao toan tính hẹp hòi, người ta có thể dễ hồ nghi hay quên mất sự tồn tại của tình yêu, thứ sức mạnh có thể giúp con người vượt qua được mọi thử thách, sóng gió. Thế nhưng, chính câu chuyện về hành trình chữa bệnh của bà Nguyễn Thị La cùng với chồng mình đã là minh chứng rõ nét nhất của sức mạnh kỳ diệu ấy. Một thứ tình cảm bền vững, gần gũi có thể xua đi những sợ hãi để con người trở nên mạnh mẽ hơn và yêu cuộc đời hơn. Kinh Fucoidan N. Araricus, sản phẩm Fucoidan Nhật Bản có hàm lượng Fucoidan cao nhất được Bộ Y tế cấp phép với tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của hóa xạ trị. Độc quyền phân phối, công ty cổ phần dược phẩm Cicina, liên hệ tổng đài miễn cước 1800 0069 để được tư vấn.